chủ nhà SEA Games ra quyết định bất ngờ khiến cả Đông Nam Á hoang mang. Việt Nam chấp nhận thách thức. Chủ nhà Philippines vừa đưa ra quyết định chưa từng có tại SEA Games khiến cho cả Đông Nam Á hoang mang. Cụ thể, ban tổ chức SEA Games đã bác bỏ đề nghị nâng số lượng cầu thủ của mỗi đội từ 20 lên thành 22 người của đại diện các nước tham dự đại hội. Dù trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã bày tỏ sự ủng hộ và thông qua đề xuất này. Không những vậy, phía chủ nhà Philippines còn khiến tất cả phải hoang mang khi quyết định tổ chức toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nam trên sân cỏ nhân tạo, bao gồm sân Rime, sân Umag và sân Binan. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games. Cách đây khoảng 3 tháng, các sân vận động này đều chưa có bất kỳ một động tĩnh gì nhằm cải tạo và nâng cấp để chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đây chắc chắn là tin không vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mọi kế hoạch chuẩn bị của vị chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị thay đổi, bởi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo luôn là một thách thức rất lớn đối với các cầu thủ Việt Nam. Điển hình như trường hợp của U22 Việt Nam khi tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á tại Campuchia vào tháng 2 năm 2019. Khi ấy, các cầu thủ đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn khi thi đấu do mặt sân cứng và rất nóng. Thậm chí, còn có người phải đổ nước vào giày để có thể đứng vững trên sân trong 90 phút. Nhiều khả năng, U22 Việt Nam sẽ phải hủy bỏ giai đoạn tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh để chuyển sang Philippines sớm hơn dự kiến để làm quen với các sân bóng tại đây. Tuyển thủ U23 Việt Nam đá trên sân cỏ nhân tạo chắc chắn khó hơn. Trước buổi tập chiều ngày 22 tháng 7 của U23 Việt Nam, tiền đạo Triệu Việt Hưng đã có những chia sẻ về vấn đề sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Anh cho rằng cầu thủ cần nhiều thời gian để làm quen với điều kiện sân bãi nhân tạo. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng khẳng định chắc chắn sẽ có khó khăn trong thi đấu. Mặt sân nhân tạo cứng hơn so với cỏ tự nhiên, việc xử lý bóng cũng đòi hỏi nhiều yếu tố và khó hơn. Theo tôi, thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo không thể nào tốt bằng cỏ tự nhiên. Triệu Việt Hưng chia sẻ. Nhiều đội bóng đang cần đầu tư cả hai loại mặt sân phục vụ việc luyện tập. Tuy nhiên, theo Triệu Việt Hưng, đội Hoàng Anh Gia Lai của anh hiếm khi tập luyện trên sân cỏ nhân tạo. Những hôm trời mưa, chúng tôi mới sử dụng sân đó. Anh nói. Điều này đồng nghĩa với việc làm quen với mặt sân gần như là không có đối với Triệu Việt Hưng và các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, thậm chí là với hầu hết các tuyển thủ. Đây có thể được coi là khó khăn mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải vượt qua trước ngày SEA Games 30 khởi tranh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang triệu tập những đợt ngắn ngày đối với các cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thể hiện cũng như là thi đấu. Việc này nhằm sàng lọc nhân sự cũng như là chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ trước đợt tập trung quyết định vào tháng 10. Cá nhân Triệu Việt Hưng cho rằng trình độ của nhóm cầu thủ này không quá chênh lệch so với một số trụ cột ở cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như Quang Hải, Phan Hậu. Tôi cho rằng nếu cố gắng, nhóm cầu thủ mới có thể rút ngắn khoảng cách về trình độ tới mức không đáng kể. Tất nhiên, so với các cầu thủ trụ cột, chúng tôi thua kém nhiều mặt về kinh nghiệm trận mạc. Tiền vệ này nhận định. U22 Việt Nam còn có 3 ngày tập trung tại trung tâm PVF Hưng Yên. Chiều ngày 24 tháng 7, đội có trận giao hữu gặp câu lạc bộ Viettel. Huấn luyện viên tuyển Thái Lan tuyên chiến cực mạnh, 10 ngày chuẩn bị là đủ để đánh bại Việt Nam. Ông Akira Nishino, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan đã có những phát biểu đầu tiên về đối thủ Việt Nam. Chiến thắng là mục tiêu được đặt ra trước trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Điều đầu tiên là chuẩn bị cho bản thân và cố gắng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn vòng loại World Cup. Tôi nghĩ 10 ngày là đủ để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Huấn luyện viên Akira Nishino chia sẻ trên tờ Bangkok Post vào ngày 2 tháng 7. Đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 trong trận đấu trên sân nhà. Họ nằm cùng bảng G với Việt Nam, UAE, Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á. 10 ngày cũng là khoảng thời gian tối đa mà huấn luyện viên Akira Nishino có được do Thái League 1 năm 2019 thi đấu đến ngày 25 tháng 8 mới được tạm nghỉ. Các phóng viên bày tỏ sự lo ngại khi khoảng thời gian trên khó có thể đảm bảo ông Akira sẽ lột xác đội tuyển Thái Lan khi họ vừa thua Việt Nam với tỷ số 0-1 tại Kings Cup vào đầu tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Nhật Bản cho thấy niềm tin rất lớn. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan mới lên nhận chức vào ngày 18 tháng 7. Chưa theo dõi nhiều trận đấu của Thái Lan nhưng tin rằng đội tuyển ông dẫn dắt có đủ sức để lọt vào vòng chung kết World Cup năm 2022. Trong cuộc gặp đầu tiên với báo chí truyền thông Thái Lan ở thủ đô Bangkok vào ngày 21 tháng 7, huấn luyện viên Akira Nishino chia sẻ cởi mở. Tôi đã có cơ hội quan sát các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Thái Lan thi đấu và tôi nghĩ họ đủ sức đi đến vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, ông Akira tránh đưa ra một khẳng định về mục tiêu dài hạn với bóng đá Thái Lan.
Bảng G cũng giống như SEA Games với nhiều đội Đông Nam Á. Điều này giúp mọi thứ dễ dàng hơn khi chúng tôi không phải di chuyển một quãng đường dài. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ quyết định việc chúng tôi được lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Huấn luyện viên trưởng của Nhật Bản phát biểu. Về phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Chủ tịch Somyot khẳng định huấn luyện viên Akira Nishino được toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn của đội tuyển. FAT cũng tạo điều kiện tốt nhất như việc tổ chức một cuộc gặp mặt giữa ông Akira với những chuyên gia, huấn luyện viên Thái Lan để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình nơi đây. Trước đó, ở cuộc họp báo bên Nhật Bản, huấn luyện viên Akira Nishino tự tin sẽ đưa đội tuyển Thái Lan thi đấu mạnh mẽ hơn, hướng tới tiệm cận trình độ của đội tuyển Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông tự nhận định bản thân sẽ rất mạnh trong việc khơi gợi tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. Huấn luyện viên Akira Nishino trở thành thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan tham dự vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022, SEA Games năm 2019, vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Mục tiêu của bóng đá Thái Lan là có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, vô địch SEA Games và giành vé dự Olympic năm 2020. Bình luận viên Thái Lan: cả tuyển Việt Nam có mỗi cầu thủ này là đáng sợ nhất. Bình luận viên Cao Play của đài truyền hình Thailand TV đã nêu ý kiến cho rằng Công Phượng là cầu thủ đáng xem nhất của đội tuyển Việt Nam, cũng là người mà phía đội tuyển Thái Lan cần phải đề phòng nhất khi hai đội chuẩn bị có màn tái ngộ tại vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á sắp tới. Sau buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup năm 2022 hôm ngày 17 tháng 7 vừa qua, là thăm định mệnh đã đưa Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau ở bảng đấu điên rồ khi có thêm cả sự hiện diện của các đội bóng Malaysia và Indonesia. Với sự góp mặt của đại gia Tây Á duy nhất là UAE, cuộc chiến giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 cũng là vòng loại cuối cùng tranh suất đi World Cup tại Qatar giờ đây đã trở thành một cuộc chiến mở rộng của các nước Đông Nam Á. Chia sẻ với người viết, bình luận viên Cao Play đã cho rằng, ở bảng G, dù UAE là đội được đánh giá cao nhất, nhưng khi các đối thủ còn lại có đẳng cấp tương đồng, bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Tôi cho rằng không phải Thái Lan hay Việt Nam mà UAE mới là đội mạnh nhất trong bảng đấu này ở thời điểm hiện tại. Họ là gương mặt quen thuộc với mọi chiến dịch vòng loại World Cup trước đây. Năm nay, họ vừa lọt vào bán kết ASEAN Cup với phong độ chói sáng của thế hệ cầu thủ như Omar, Ahmed Kali hay là Ismail Mata. Phải nói đây là đội bóng rất mạnh, nhất là khi trong quá khứ, họ thường giành được nhiều thắng lợi trước các đội bóng Đông Nam Á của chúng ta. Bình luận viên của đài Thailand TV đã nói. Thế thức đấu vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á cho phép 8 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp, cùng với đó là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở bảng đấu có tính cạnh tranh gay gắt như bảng G, sẽ rất khó để các đội bóng tìm suất đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Sau UAE, tôi cho rằng Việt Nam và Thái Lan là những đội mạnh hơn so với phần còn lại. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thái Lan và Việt Nam đều có những cơ hội để đi tiếp, nhưng cũng có thể bị loại bất cứ khi nào. Điều quan trọng ở đây là các đội tuyển buộc phải nỗ lực giành tấm vé đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng. Khi đó, các đội sẽ phải cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể trên sân khách. Mà bạn biết đấy, hầu hết các đội ở Đông Nam Á đều có một sự cổ vũ cuồng nhiệt khủng khiếp đến từ khán giả nhà. Nên tôi nghĩ rằng đội Đông Nam Á nào thắng được UAE sẽ thay đổi cục diện của cuộc chơi. Cựu phóng viên của tờ Siam Sport đã chia sẻ. Nói về duyên nợ giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, anh Cao Ballet đã rất háo hức khi được chứng kiến lần đối đầu sắp tới giữa hai đội bóng. Bởi đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam và Thái Lan mới được chính thức so tài ở những trận đấu chính thức cấp FIFA. Đây sẽ là cơ hội để Thái Lan có được đội hình mạnh nhất sau thất bại đáng tiếc tại Kings Cup năm 2019 trên sân nhà. Trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á sẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất, ảnh hưởng đến cục diện của bảng G. Chính là trận đấu mà Thái Lan sẽ đón tiếp sự trở lại của Việt Nam. Kings Cup năm 2019 là một giải đấu tiếc nuối đối với người Thái. Đó là khi chúng tôi không có được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin do chấn thương. Tôi rất hy vọng cậu ấy và một số cầu thủ khác sẽ góp mặt ở vòng loại World Cup thi đấu với Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng với Chanathip, Quang Hải chưa thể sánh bằng về mặt kinh nghiệm thi đấu. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam cũng có rất nhiều cầu thủ tốt như Văn Hậu, Trọng Hoàng. Nhưng để chọn ra một cầu thủ hay nhất, đáng xem nhất thì đó không phải là Quang Hải mà là Công Phượng. Bình luận viên Thái Lan nhớ như in những bước chạy của Công Phượng tại Kings Cup năm 2019. Tôi chọn Công Phượng bởi vì cậu ấy đã có sự tiến bộ vượt bậc so với hồi mới dự SEA Games năm 2015. Qua các giải đấu lớn như AFF Cup năm 2016, SEA Games năm 2017, cậu ấy đã chứng minh mình là một trong những cầu thủ đáng xem nhất mọi thời đại của bóng đá Việt Nam.
Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã cùng lắng nghe bản tin mới nhất về tình hình bóng đá Việt Nam ngày 23 tháng 7 năm 2019. Để có thể theo dõi những thông tin tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!